trải bao núi dần dần trốn, mà thương dân ba qua buôn giữa đèo. Hôm giết tổ nơi đây linh khí trải dài muôn dặm đất, bác Hồ về thoái tin anh tỏa sang bốn phương trời. Lối chân còn quân giặc
cướp vàng lòng chiến chinh sân đình. Chân bác còn in hy sinh máu thâm quang vinh dòng tiên rồng. Trời ấm ba đình linh khí tỏa phương đông.